Là vùng đất có được sự ưu ái từ thiên nhiên, bên cạnh nhãn lồng thì từ xa xưa, Hưng Yên còn có một đặc sản tiến vua nổi tiếng khác, đó là gà Đông Tảo. Gà Đông Tảo nổi bật với đôi chân to sần sùi và màu đỏ chót tựa như mâm xôi gấc. Giống gà này tuy khó nuôi nhưng giá trị kinh tế mang lại rất cao. Và nhiều gia đình, trong đó có một cựu quân nhân sau khi xuất ngũ trở về địa phương với những cách làm sáng tạo đã trở thành tỷ phú từ việc nuôi loại gà quý hiếm này và nhận được giải thưởng lương định của năm 2018. Anh là một trong những nhà nông dân trẻ tiêu biểu xuất sắc của cả nước. Đó là anh Nguyễn Tiến Thắng ở xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, một quân nhân xuất ngũ, dù không phải là người gốc Đông Tảo, nhưng đã mạnh dạn áp dụng những kỹ thuật mới đầu tiên trong tỉnh để nuôi giống gà này. Năm 2004, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, anh Thắng đã quyết tâm làm giàu trên chính quê hương mình từ giống gà Đông Tảo. Tuy vậy, hành trình khởi nghiệp của anh gặp rất nhiều trắc trở buổi đầu. Do chăn thả chủ yếu bằng kinh nghiệm dân gian, không có đất và hệ thống chuồng trại chưa tốt, nên gà hay bị dịch chết, có lúc anh thua lỗ hàng trăm triệu đồng. Bao ước mơ và dự định bế tắc không có lối thoát khiến Thắng đã có ý định bỏ cuộc để tìm một hướng đi khác. Không bỏ cuộc, Nguyễn Tiến Thắng đã quyết định đi học hỏi để lựa chọn một phương pháp chăn nuôi phù hợp. Sau nhiều tháng lặn lội tìm hiểu, nghiên cứu và đi nhiều nơi, anh đã quyết định áp dụng phương pháp nuôi gà trong chuồng kín, chuồng lạnh và thụ tinh nhân tạo cho gà tại một cơ sở ở Đông Anh, Hà Nội. Thì Đông Anh người ta thụ tinh gà cho gà phượng, con gà phượng Nai Hồ á. Thì mình bảo là cái con gà Đông Tảo của mình nó cũng là gà sao không thụ được. Nên là tôi cũng học hỏi và tôi cũng mày mò và tôi cũng đã tìm. Và trước khi về xây chuồng trại cho con gà Đông Tảo này, nhiều người nên xây chuồng kín, chuồng lạnh ấy. Người ta bảo là không thành công, không hiệu quả, không cao. Mình cũng đánh liều, chơi liều một quả xem thế nào. Nhưng mà mình về mình chăn nuôi, mình áp dụng con gà Đông Tảo mình là đạt rất hiệu quả. Thành công trong áp dụng phương pháp nuôi gà trong chuồng kín, chuồng lạnh và thụ tinh nhân tạo cho gà Đông Tảo là một bước ngoặt trong cuộc đời của anh Nguyễn Tiến Thắng. Từ một người gần như tay trắng trong buổi đầu, giờ anh đã có cơ ngơi khang trang, trang trại chăn nuôi quy mô với giá trị thu lãi hàng tỷ đồng mỗi năm. Để nuôi gà Đông Tảo đạt hiệu quả kinh tế cao, theo anh Thắng, trước hết người nuôi cần thực hiện đúng các yếu tố kỹ thuật cơ bản. Thành công hơn nữa đến với anh Thắng đó là sáng kiến trong thụ tinh nhân tạo cho gà Đông Tảo là phương pháp lần đầu tiên anh Thắng áp dụng với gà Đông Tảo tại Hưng Yên. Qua đó đã tạo được nguồn con giống tốt, cung cấp cho hầu hết các trang trại gà quanh vùng và nhiều địa phương trong cả nước. Từ thành công của bản thân, anh Thắng đã chủ động đứng ra thành lập tổ hợp tác chăn nuôi gà Đông Tảo. Một trong những thành viên giàu lên từ sự giúp đỡ của Thắng là gia đình anh Văn Khắc Trung ở xã Liên Khê, huyện Khoái Châu. Từ nguồn giống và vốn ban đầu được anh Thắng hỗ trợ, gia đình anh Trung đã có một trại chăn nuôi lớn của xã và huyện với gần 3.000 đầu gà các loại. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình thu nhập trên 600 triệu đồng. Từ ngày vào hợp tác của chỗ Thắng thì là mình thấy là hiệu quả là tốt, con giống đẹp. Và mọi quy trình anh em bàn giao cho nhau đều trong công việc để làm ăn phát triển kinh tế. Với quyết tâm làm giàu dựa trên tính toán hợp lý, khoa học, Nguyễn Tiến Thắng đã trở thành một nông dân làm ăn tỏi có tiếng trong tỉnh và cả nước. Thành công của anh Thắng là kinh nghiệm quý cho nhiều người tham khảo, nhất là những thanh niên, quân nhân xuất ngũ muốn khởi nghiệp từ chăn nuôi loại gà nước tiếng này.